Quý vị các bạn, trên tay mình đây là màn hình của điện thoại V Smart Joy 1 với tên mã là BQ4001 đang có mặt tại di động cocot.vn. Đây các màn của nó. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại V Smart Joy 1, cần một địa chỉ thay mới, sửa chữa, khắc phục nhanh các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại V Smart Joy 1. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Các lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình như hỏng màn hình, hỏng vỡ màn hình, cần một địa chỉ thay mới màn hình cảm ứng trên điện thoại Vsmart Joy 1. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Chúng tôi đầy đủ tất cả linh kiện trên điện thoại Vsmart Joy 1 BQ4001 nói chung và phần màn hình cảm ứng của máy nói riêng thay mới bạn. Các bạn chỉ cần liên hệ 024-66-750-99, kỹ thuật viên từ di động cocot.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của điện thoại Vsmart Joy 1 được thực hiện tại di động cocot.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Vsmart Joy 1 hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn.